Dạ, cô Tươi năm nay bao nhiêu tuổi cô Tươi? Dạ, 86. Dạ, 86 rồi đó hả? Dạ, chúc mừng cô Dạ. nha. Dạ, cảm Dạ, ơn. là hình như là cô ở nước Mỹ hả cô? Dạ, Mỹ. Dạ, rồi cô đang đau bệnh hay sao mà thấy có vẻ như là cô hơi mệt mỏi vậy? Nhất mình mà tôi nhất mỏi á. À, giờ không Nhất được khỏe mỏi cô gì? ha. Dạ, trời ơi, không được Với khỏe lại vậy mà cố gắng mà tìm con mình cũng cũng thấy thương cô quá. Dạ, rồi bây giờ cái câu chuyện của cô thế nào, cô kể cho con nghe nè cô nè, cô muốn tìm ai nè? đi bằng con mà cái lúc tôi với thằng ba nó gần mấy chục năm nay rồi. Dạ. Nó thì làm hồi xưa nó làm cảnh sát. Ai làm Cái cảnh sát? cô Ai ủa làm cái cảnh? thời đó mà bây giờ mình nói ra có được không? Dạ đâu có gì đâu, không được, có sao thì mình kể vậy mới kiếm được chứ, bây giờ mình kể khác sự thật thì đâu có kiếm được. Chứ sợ nói cảnh sát giờ mấy em lại muốn nói mình vậy không bắt mình Dạ, hay là không có hả? bây giờ cho con hỏi nè, vậy là ba của con cô đó là tên gì? Tên là Phan mà tôi À quên cái họ rồi. rồi chú Phan, bây giờ con phiền cô á, cô ngồi xích qua bên tay trái một chút xíu đi cô, ngồi xích qua trong bên tay trái khoảng một gang tay á, ngồi xích qua bên tay trái cô, nó bị lệch rồi. Dạ Thích chưa hả? đúng rồi, cho nó rõ cho nó đẹp. Lại lại tôi dạo thêm cái đèn đó. Dạ không cần đâu cô, Dạ. không cần đâu, không cần, con nói không cần là cô không cần, cô xích vô xích vào được Ok. rồi. Rồi tên của chú là tên Phan rồi sao nữa cô? Rồi cô chú ở đâu? Hồi đó ở Sài Gòn ở quận gì? À quận nhì tên Phan. Dạ Dạ. rồi rồi cô chú quen nhau vào khoảng năm mấy cô có nhớ không? Trời ơi, năm mấy cũng quên quên nữa. Vậy cô sinh con năm Quên. mấy? Xanh hồ đó, trời ơi, giờ bất tử không có nhớ nữa chứ. Xanh mà có con nhỏ nó quen với tuổi tôi cháu mà nó ở bây giờ nó ở Việt Nam sao mà hỏi nó đi chứ. Trời ơi, sinh con năm mấy mà cô không nhớ sao cô? Xanh là cái hồ đó con trai gái nó lớn lên tôi không biết cỡ mấy mấy tuổi thương nhau vậy nó như hai đứa gì đó Rồi. Ừ. rồi mà Rồi xanh nó ra chú tên xanh Phan. ra rồi À, chú tên Phan, chú hơn cô khoảng bao nhiêu tuổi? tôi với nó 1 tuổi hả? À, cùng một tuổi, năm nay cũng 86 Yeah. hết. Dạ. Tôi Rồi. đẻ 1935 đó chắc nó cũng y gì 1 tuổi đó. Dạ rồi thưa cô, rồi khi sanh con ra đó rồi sẽ thế nào nữa cô kể cho con nghe. Trên con ra cái lúc thương nhau của hai đứa nó mướn nhà mới ở dưới chợ Cộng Lãnh à. Hồi xưa ở dưới cho mướn nhà anh chút một căn vậy đó. Rồi sau nghe cái bà già kêu chú về cưới vợ mà rồi bà nó mới nói là đi nó cũng không có nói nữa cái ông cái người anh đó người anh cũng biết nó nên anh dễ rồi nó ủa sao phán vậy cứ vợ mà không biết đi rồi tới chừng nó nói mẹ nó bắt buộc về cưới vì hồ quen tôi mà nó có ở dưới đám hỏi đám gì rồi mà còn quen nữa đó thành ra rồi đời nói xui rồi sanh đẻ rồi nó nói sanh đẻ rồi bà già nó mới lên nói thôi để cho bắt về Ừ. đẻ mới có 1 tháng à để cho bắt về Dạ. bắt về bà nuôi đi rồi tôi không chịu nói nữa bà nói nữa con nó đi tìm chứ cũng mất cái đâu mà sợ Ừ. con thế nào thì để nuôi chứ giờ tôi nuôi sao được thì mình cũng gán thôi kệ tính bà người này bà nội nó chứ mất mát gì đâu Dạ, vậy là bà nội rồi bắt không có về. Bà nội bắt về bắt luôn. nghe Rồi. nuôi tháng ok Rồi cho con hỏi chứ nè, cho con hỏi là bà nội tên gì? trời bà nội cũng không biết mà bởi vì mình nó thương nhau đâu có biết cái bà nội nó mà biết tên biết họ bà lên rồi vậy thôi ảnh về mình ok gì chứ đâu có biết không biết tên họ bà
Rồi quê quán bà nội ở đâu bà có biết không? Ở Mỹ Tho á. À, Mỹ Tho. Rồi ở Mỹ Tho. Rồi cũng không biết bà nội tên gì. Không, Rồi còn con của cô đặt tên gì? tên là Hồng. À, tên Hồng, anh Hồng ha. Vậy là anh Hồng con của chú Phan đúng không? Dạ. Vậy khi bà nội bắt về đó là khi đó anh Hồng được khoảng mấy tuổi hay là mấy tháng tuổi cô? Anh Hồng thì bắt về nó mới có 1 tháng à. À, mới 1 tháng tuổi. Lúc đó anh Hồng mới 1 tháng tuổi. Dạ. Vậy còn chú Phan đó thì hồi đó làm công việc gì ở đâu cô? Làm cảnh sát làm Hồi sao? đó, hồi đó nó làm cảnh sát, nó làm mấy văn phòng ở mấy quận nhì, ông gần ông lãnh đó. Vậy là chắc là cảnh sát của chế độ cũ cô ha. Hồi xưa mấy chục năm nay luôn mà. Dạ. Ngay chỗ cầu ông Lãnh. Dạ. Gần cậu ông lãnh bắc quận nhì á. Dạ, ở quận nhì. Rồi cho con hỏi thêm nè, vậy rồi thân nhân của chú Phan đó thì là cô có biết hay là bạn bè của chú Phan cô có biết là có ai tên gì hay không? Bạn bè chú Phan bây giờ chắc cũng không biết, có cái ông anh rể tên Giàu. À, ông anh rể tên Giàu. Dạ. Mai Văn Giàu. Dạ. Rồi chú Giàu đó có chắc là có lớn tuổi hơn chú Phan không? Chú Giàu là anh rể tôi, không lớn hơn à. Ông tuổi tuổi tức lắm à. Dạ. Ông tôi cái tuổi đó, tuổi Dạ. con chó là bà chị tôi cũng tuổi con chó đó. Dạ, rồi bà chị tên gì cô? Chị ra Nguyễn Thị Hạp. Tức là chị Hạc là vợ của chú Giàu á ha. Dạ, à vậy thì cũng có manh mối đó cô. Vậy thì cũng có manh mối. Còn ngoài ra nữa thì cô có biết ai trong trong những người thân nhân rồi những người bạn bè chơi chung này kia không? Cô có biết ai nữa không? Chơi chung chú Phan hả? Dạ, chơi chung với chú Phan này kia đó. Chung chú Phan hồi đó nó cảnh sát là đông lắm mà mình quen, nó mới quen mà thì biết nó chứ đâu cũng biết, đâu có biết tên mấy người kia, không có chơi mấy người kia. Dạ. Hồi đó 17, 18 tuổi gì đó không biết, cũng quên mẹ nó rồi. À, thưa cô là cô sinh năm 1930 hả cô? 1935. À, 1935. Mà khi cô sanh là cô bao nhiêu tuổi cô có nhớ không? Trời ơi, không biết nhiều tuổi nữa. Vì hồi đó thời gian rồi buồn quá cũng khóc. Ôi trời ơi, khóc chết. Tới giao rồi tôi khóc. Cô Tôi có thể quên đi mà khoảng được không có không? nhớ. Cô có thể khoảng được không? Khoảng 20 hay là khoảng 18 hay là khoảng mấy này kia gì không? Chắc cũng cỡ đó, cỡ 17, 18 tuổi gì đó. Cho là 20 đi. Cho là 20 thì năm 35 là 4 năm 55. À, vậy là cô sinh ảnh chắc khoảng 1955 quá. Khoảng 55 đi cô. Chắc 1 năm, 1 năm đó. Năm 1900 hồi đó. Năm năm ông là chắc quên đi, chạy lâu quá rồi chứ quên thời cuộc nó đi nên tứ tung, mình đâu phải yên một chỗ, mình tỉnh táo ở đâu, vừa lung tung quá rồi quên đi, cũng kêu buồn khóc đã rồi, giờ của người nói tiếng quên đặng, vừa tự nhiên bây giờ con cháu nó cho tin nó bệnh có cái này cái chỗ nói chuyện nè, thành ra là mấy nói thôi giờ mày biết mà làm giùm đó chứ đâu có biết. Vậy thì không lẽ rồi bây giờ năm nay là chú Hồng chắc là 67 tuổi rồi quá. Nếu mà ví dụ như cô sinh lúc đó khoảng 20 tuổi đó thì năm nay chú Giàu khoảng chừng là 67 tuổi rồi đó cô. Không tới 67 đâu. Không tới 67 hả? Năm nay cô 86 nè. Mà cô sinh năm 1955 mà 20 tuổi cô sinh ví dụ vậy. Thì 20 tuổi cô sinh thì là năm 1955 đó cô. Ba mà 35. Thì đúng rồi, cô sinh năm 1935 đúng không? Thì tới năm 1955 là cô 20 tuổi. Dạ, thì 20 tuổi cô sinh thì tính nay là 2022 nè.
trừ đi 1955 nè, thì thành ra năm nay 67 tuổi chứ không có nhỏ nữa đâu cô. À, dạ, 67 hả? Dạ, đó là nếu mà tính vào cái việc là nếu mà cô sinh năm 20 tuổi nha, chứ còn ví dụ như là cô sinh 25 tuổi thì trừ thêm 5 nữa thì nó bằng năm nay 62 tuổi. Nếu ví dụ như mà cô sinh năm 25 tuổi đó thì năm nay chú 62 tuổi đó. Dạ, là chú Hồng á. Có cỡ đó. Dạ. Thì ngoài ra nữa cô có nhớ thêm gì nữa không cô, để cô kể cho con nghe, để một nửa bên kia mà có nghe được thì là để xác nhận đó là mình. Thứ nhất là người cha là tên Phan, người con tên Hồng, có ông anh rể tên Giàu và lấy bà vợ tên Hạt. Rồi, ở Mỹ đúng không? Tôi hồi đó họ kêu bãi tươi đó, tôi là cái danh từ nó kêu bãi tươi, thứ bãi tên tươi là bãi tươi Dạ. đó, là ở quận gì đó thì cho bà bắt chị mình đồng ý cho bay về. Ừ. Ảnh về về thì hồi đó ông nói là ngay chú ông cũng có cho tôi tiền, cho đâu còn hồi xưa mà cho ngàn mà ngàn mấy gì đó. Ừ. Chờ đang mà ở chứ đừng có buồn, bắt về rồi nó lớn đi đi tìm tới chừng cho rồi tôi khóc. Ông nội ơi, tôi bữa nào tôi cũng lên bà chị tôi khóc, tôi yêu thấy trả lại tôi đi tìm nó từ chỗ cái thằng nó đổi đi chỗ khác, tôi đi tìm đi ra đòi đòi cho tôi khóc, tôi nói trả lại tôi không chịu nổi. Hồi đó tôi tưởng đâu là được, bây giờ không được, con tôi mất bây giờ không được tiền, bây giờ tôi muốn xài mẹ tôi không có cần tiền đâu, giờ trả lại nó để nữa nó đi theo nó đi giùm tôi cái mất mát gì đâu, sợ không có sao đâu, năn nỉ còn mỗi tháng nó cũng cho tôi tiền, mỗi tháng nó cấp dưỡng cho tôi đâu không hồi tiền hồi xưa cũng quên mẹ nhớ vậy thôi, quên mỗi tháng cấp rưỡi 100 200 gì đó đâu cũng được, 5 6 tháng rồi nó dắt ra tới chừng thằng kia lớn rồi nó dắt lên, nó có dắt lên một lần qua bà chị tôi cầu kiểu y á, gặp gặp bà chị nữa đàng hoàng rồi xong cái, nó, cái kỳ đó gặp rồi sao cái là tôi thằng kia cũng cỡ 5 tuổi vậy, là cái sao tôi có quen với thằng kia thằng bạn cái lên nó thấy là cái rồi thôi nó bắt luôn tới giờ không có biết nữa. Vậy rồi thưa cô, là từ khi mà bà nội bắt con của cô xong là sau đó là cô không gặp lần nào thêm nữa hả cô? Không có lần một nó tới giờ luôn. Vậy kể từ khi mà bà nội bắt con đó thì là cô với chú sống với nhau được bao lâu nữa thì mới mất liên lạc? Cũng sống sống mà cũng ở riêng chứ không ở chung gì, đã sống mà cũng như nó cho tiền vậy chứ còn không có mướn nhà ở chung như xưa, còn có con nó chưa có bầu thì nó mướn nhà cho ở chung tới sanh đẻ rồi thôi, thì bà lên ẵm con thì thôi ra tôi đi luôn, rồi tôi nó ở với buồn lắm, tôi về nhà chị tôi ở dù nó hàng tháng thì nó cho tiền, cho tiền nó cũng cỡ nơi mấy bánh tháng gì đó rồi tới gặp nghe tin vừa thôi nó bắt luôn tới giờ không, không biết ở đâu, không không biết ở đâu. Rồi, con cũng nắm được sơ bộ cái câu chuyện rồi cô ha. Rồi có ai báo tin về cái việc này thì con sẽ gọi cho cô nha, con báo cho cô hay nha. Thì giờ ba cầm đầu báo tin được tôi kiếm được con tôi đền ơn người ngàn 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 đô. Rồi để con ghi vô đây cô ha. Theo như thông tin con ghi nhận được thì cô là cô Tươi, năm nay 86 tuổi, đang sinh sống và định cư tại Mỹ. Trước đây thì là cô có quen một chú là tên là chú Phan, làm cảnh sát ở quận nhì thành phố Hồ Chí Minh. Và cái năm thì là cô không có nhớ, cô không có xác định là cái năm. Rồi có sinh ra một anh đặt tên là anh Hồng. Sau đó thì được bà nội ẵm về và nghi ngờ quê của nội thì ở Mỹ Tho, đúng không cô? Thì ngoài những cái mối quan hệ đó ra thì còn có một người anh rể tên là Giàu, lấy người chị tên là Hạt, đúng không cô? Hạt hả cô ha? Hạt, hạt tuổi, hạt hạt này kia ha. Hạt hạt giờ
anh dạ giờ cũng lớn dạ tuổi rồi. dạ dạ Chết rồi rồi, bà dạ chết rồi. dạ rồi con nắm được cái thông tin rồi nha cô nha, rồi con sẽ đăng tải cho cô nha. Dạ. Dạ, rồi, để con chào cô nha. Dạ cảm ơn chú giúp giùm. Ok, cảm ơn chú nhiều. Dạ. Dạ. Rồi cô có hình ảnh này kia gì từ lúc còn trẻ không cô? Của cái thời điểm đó không? Cô có không? Ảnh chụp chung rồi thì không có Dạ. hình mình chụp riêng mình bên con cháu nó có ra kêu nó đưa đưa Dạ chứ. dạ rồi rồi cái đó nếu có thì gửi qua cho con ha để bổ sung thêm, chứ còn trên thực tế thì là có tên như vậy là cũng cũng xác nhận được phần nào, nhưng mà để cụ thể hơn nữa thì gửi hình, còn sau này nữa đó thì nếu có ai nhận đó, thì đương nhiên là phải đến cái bước là thử ADN đó cô ha. Dạ. Dạ, rồi dạ con chào cô nha. Dạ, thưa Dạ chào chú dạ ạ. dạ vâng Chúc chú mạnh khỏe, may mắn, dạ ok. dạ rồi chào cô. Dạ, chào.